Xin chào các bạn. Trong chủ đề ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu tới các bạn về Henry. Henry không phải là tên của một anh chàng ngoại quốc với làn da trắng, với mái tóc xoăn vàng, mà Henry là viết tắt của cụm từ High Earners Not Rich Yet, tức là người có thu nhập cao nhưng chưa giàu. Khái niệm này được ra đời trong một bài báo trên tạp chí Fortune năm 2003 để chỉ một bộ phận các gia đình có thu nhập từ 250.000 đô la đến 500.000 đô la một năm, tương đương từ 6 tới 12 tỷ đồng Việt Nam. Nhưng họ không còn khoản tiết kiệm đáng kể sau khi chi trả các khoản thuế, học phí, chi phí nhà ở và sinh hoạt. Không khó để tôi có thể liệt kê cho bạn những cái tên thuộc nhóm này. Đầu tiên có thể kể tới là huyền thoại bóng đá Ronaldinho mà chúng ta đã biết. Từng là ngôi sao số 1 trong làng túc cầu, thu nhập mà hàng trăm triệu đô. Nhưng cuối cùng lại bị tịch thu hộ chiếu vì không trả nổi nợ và bị bắt đi tù vì tội làm hộ chiếu giả. Hay như là Mike Tyson, nhà vô địch quyền Anh thế giới. Anh đã từng sở hữu tài sản ròng là 320 triệu bảng Anh. Thế nhưng năm 2003, anh cũng tuyên bố phá sản với khoản nợ là 20 triệu bảng vì thói ăn chơi xa hoa không tưởng như là chi 1,75 triệu bảng Anh để mua bồn tắm vàng nguyên chất cho vợ hay là nuôi 3 con hổ trắng và chi 12.000 đô la cho chúng mỗi tháng. Allen Iverson, huyền thoại bóng rổ 44 tuổi, có sự nghiệp lừng lẫy và kiếm hơn 200 triệu đô trong những năm tháng còn thi đấu. Tuy nhiên, lối sống phóng khoáng và thói ăn chơi vô độ khiến Iverson phải tuyên bố phá sản vào năm 2012. Hay như tại Việt Nam thì có ông chủ điện ảnh Phước Sang, anh đã từng nổi đình nổi đám với những bộ phim với doanh thu hàng trăm tỷ. Thời điểm đỉnh cao, tài sản của anh lên tới hàng ngàn tỷ. Nhưng do đầu tư bất động sản vay nợ quá tay mà anh đã rơi vào cảnh nợ nần đầm đìa. Đó là những người nổi tiếng, là bề nổi mà chúng ta có thể dễ dàng theo dõi được. Còn nhiều những câu chuyện ở phần chim của những người xung quanh cuộc sống chúng ta. Trong nghề hoạch định tài chính cá nhân, tôi cũng nghe và gặp nhiều trường hợp của những người có thu nhập cao nhưng lại có đồng nào xào đồng ấy, nên cả một quãng thời gian đi làm nhìn lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Tệ hơn, nhiều người còn rơi vào cảnh nợ nần. Những người kể trên là tiêu biểu cho nhóm Henry. Họ cũng có thể được gọi là những người giàu có đang làm việc, bởi họ làm việc chăm chỉ, thuộc văn hóa hối hả, lúc nào cũng bù đầu với công việc. Đồng thời họ cũng chi tiêu vào những thứ mà hầu hết tầng lớp trung lưu coi là lối sống xa hoa. Chẳng hạn như là thích mua những chiếc túi xách sang chảnh, tiêu tiền vào những khoản mục tiêu sản thay vì là mua tài sản để tiền đẻ ra tiền. Họ thường chi tiêu thu nhập của mình ngay khi nhận được. Chẳng hạn điện thoại vừa tinh tinh lương về, người trẻ có thể liền vào trang thương mại điện tử thanh toán toàn bộ đồ trong giỏ hàng đã chờ sẵn. Do vậy, Henry có xu hướng cảm thấy như là họ đang ở trong hoàn cảnh cơ bản giống như tầng lớp trung lưu hoặc thậm chí là tầng lớp thấp hơn, chỉ làm việc chăm chỉ và sống bằng đồng lương. Song song với đó, thay vì lập ngân sách tiết kiệm một phần thu nhập của họ, dành nó cho các khoản đầu tư như là bất động sản, cổ phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm, thì họ lập ngân sách bằng cách mua hoặc thuê hàng hiệu giảm giá và sử dụng thẻ tín dụng để đi du lịch. Họ cố gắng để có thể chi trả cho lối sống xa hoa của mình. Henry luôn chi tiêu vượt quá khả năng và nỗ lực để cân bằng giữa lối sống với tài sản tài chính của cá nhân. Điều đó có nghĩa là những cá nhân này nhanh chóng đốt sạch số tiền mà họ kiếm được. Họ không có khoản tiết kiệm nào hoặc là rất ít. Henry, ngoài việc không có tiết kiệm, họ còn có xu hướng vay nợ khá nhiều. Bởi vì thường sống vượt quá khả năng của mình, họ liên tục sử dụng tín dụng và cố gắng làm việc để chi trả hết nợ. Đôi lúc, nó có thể trở thành một vòng tròn lặp đi lặp lại không có hồi kết và khiến những người thuộc nhóm Henry không thể tiết kiệm được tiền. Nguyên nhân dẫn đến việc không tiết kiệm được nhiều, của cải tiêu tán, rơi vào nợ nần, thậm chí phải tuyên bố phá sản của những người thu nhập cao ngất mà ít người có thể đạt được là gì? Thứ nhất, đó là lạm phát lối sống. Chi phí tăng theo thu nhập có được, thậm chí tốc độ tăng chi phí còn nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập. Lương tăng cao hơn, ở nhà to hơn, đi xe xịn hơn, ăn nhà hàng sang trọng hơn, dùng đồ hiệu đắt tiền hơn, chi cho nhiều thú vui giải trí hơn. Ranh giới giữa hưởng thụ thành quả lao động và lãng phí rất mong manh.
bạn chỉ có thể nhận ra nó khi bạn có một kế hoạch tài chính cụ thể. Thứ hai, đó là thiếu kiến thức và kỹ năng đầu tư. Trong vài ví dụ tôi kể trên, có một vài người ngoài việc chi tiêu ăn chơi vô độ thì còn đướng tiền của mình vào việc đầu tư. Việc đầu tư thất bại là nguyên nhân khiến tài sản của họ đội nón ra đi nhanh chóng. Thứ ba là không coi trọng việc quản lý tài chính. Trong quản lý tài chính, không chỉ đơn giản là việc kiếm tiền thế nào và quản lý chi tiêu ra sao, chọn tài sản nào để đầu tư. Nó là tổng hòa của rất nhiều khía cạnh như tiết kiệm dự phòng, chi tiêu, bảo hiểm, phân bổ tài sản, chọn tài sản đầu tư, tối ưu thuế, hoạch định hưu trí và di sản thừa kế. Thu nhập cao là lợi thế để dễ dàng đạt được các mục tiêu tài chính và sớm có được cuộc sống thảnh thơi không lo âu về tiền bạc. Nhưng nó cũng là điểm yếu với những người có tiền nhưng không coi trọng việc quản lý tài chính. Tiền và tài sản sẽ không ở lại lâu với người không có khả năng quản lý chúng. Tại Việt Nam, mức lương ở thành thị thường rơi vào khoảng 12 đến 15 triệu đồng. Nông thôn thì thường từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Những người có thu nhập vượt xa mức trung bình này được coi là những người có một nửa tiền để trở thành Henry. Còn việc có trở thành Henry hay không thì tùy thuộc vào việc những người này có làm những việc sau hay không. Thứ nhất là có kế hoạch tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. Thứ hai là cần biết đầu tư, sở hữu nhiều tài sản hơn là tiêu sản. Với những người thuộc nhóm Henry, để cải thiện tình hình tài chính thì cần: thứ nhất, có chiến lược tối ưu thuế. Do nhóm này là nhóm có thu nhập cao nên chịu thuế thu nhập cá nhân cũng cao. Nên để giảm bớt chi phí thuế cá nhân, họ có thể tìm đến những chuyên gia để được tư vấn tối ưu thuế. Thứ hai, đó là thiết lập mục tiêu tài chính, có tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. Thứ ba, đó là ưu tiên giảm nợ tiêu dùng, sử dụng nợ cho việc đầu tư một cách hợp lý. Và thứ tư là biết cách đầu tư. Các bạn thân mến, thu nhập tăng theo tuổi đời, nên lớp siêu giàu có xu hướng cao tuổi hơn, trong khi Henry thì thường có xu hướng trẻ hơn. Do đó, hầu hết những người chạm đến ngưỡng siêu giàu thì hầu như đều trải qua giai đoạn Henry. Nhưng không phải tất cả Henry đều đạt tới tầng lớp siêu giàu. Tất cả khác biệt bắt đầu từ tư duy tài chính.